Xin chào tất cả các bạn, du học Singapore vẫn đang là một nhu cầu thực tế của rất nhiều gia đình tại Việt Nam. Vì cái việc đầu tư cho con cái học tập tốt luôn là mục tiêu hàng đầu của người Việt Nam mình. Và học tại Singapore thì các em sẽ có nhiều cái cơ hội tìm việc làm và học nâng cao hơn về sau. Vậy trong thời gian sắp tới, những nhóm ngành kinh tế nào đang rất là hot hiện nay và đang cần nhân lực, và những ngành nào tại Singapore đang thu hút giới trẻ đang theo học? Và qua chương trình này thì công ty học Tân Đại Dương thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các ngành nghề đang có nhu cầu việc làm trong thời gian sắp tới. Và trước tiên thì công ty Tân Đại Dương cũng là sẽ xin giới thiệu cho các bạn một ngôi trường đã chứng nhận Interest 4 năm và là một trong những trường được đông đảo các bạn trẻ lựa chọn, đó là trường Curtin tại Singapore. Thì trường Đại học Curtin tại Singapore là cơ sở đào tạo của trường Đại học Công lập Curtin của Úc tại Singapore, với các chương trình đào tạo cấp bằng tương đương như khi các bạn du học tại đất nước Úc. Sinh viên học tại Curtin Singapore ngoài việc được tiết kiệm khoảng 40% học phí so với du học tại Úc thì còn có thể tiết kiệm được các chi phí sinh hoạt nhờ vào cái thời gian học liên tục, kỳ nghỉ ngắn giữa các khóa thay vì nghỉ hè dài tại Singapore. Trường Đại học Curtin Singapore thì được đặt tại Jalan Raya, là trung tâm của Singapore với các cơ sở vật chất được đầu tư hơn 40 triệu đô la Singapore, bao gồm 40 lớp học, 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học. Và thư viện của trường Curtin Singapore thì sẽ được kết nối trực tiếp với thư viện của trường Curtin của Úc, và đội ngũ giảng viên của trường Curtin Singapore thì luôn hỗ trợ tốt nhất cho các bạn sinh viên của mình, đặc biệt là sinh viên quốc tế, trong vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Và sinh viên khi theo học tại trường Curtin Singapore thì sẽ được nhận bằng tương đương như khi du học tại Úc, và sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của Curtin tại Perth hoặc là Sydney với các thủ tục visa cực kỳ đơn giản. Và sau đây là một số ưu điểm nổi trội khi mà các bạn đi học tại trường Đại học Curtin Singapore. Đó là một năm học tại Curtin Singapore chỉ gồm có 3 học kỳ, và trong đó do đó thì sinh viên sẽ hoàn thành chương trình cử nhân của mình chỉ trong 2 năm và thạc sĩ chỉ trong vòng 1 năm. Và Curtin Singapore còn có các chương trình dự bị đại học cho học sinh đã hoàn tất lớp 11 ở Việt Nam. Chương trình cử nhân thì sinh viên sẽ được chọn học ngành kép mà không cần phải đóng thêm bất cứ các chi phí nào. Chương trình thạc sĩ của trường thì không cần yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Về các chương trình đào tạo tại Curtin Singapore thì mình sẽ có các chương trình như là chương trình tiếng Anh sẽ do giáo viên người bản ngữ giảng dạy, sinh viên sẽ được làm bài kiểm tra tiếng Anh để được xếp lớp miễn phí. Chương trình cử nhân thì có chương trình cử nhân về chuyên ngành kế toán hay là marketing, thương mại quốc tế, truyền thông đại chúng, đây là một ngành mới tại trường. Chương trình cử nhân bằng kép bao gồm là kế toán và tài chính ngân hàng, tài chính và marketing, quản trị kinh doanh và quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh và marketing, marketing và quảng cáo, hậu cần và quản trị dây chuyền cung ứng. Về chương trình thạc sĩ chuyên ngành tại trường Curtin Singapore thì có các chương trình thạc sĩ như là thạc sĩ kế toán, thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, thạc sĩ tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế, thạc sĩ thương mại quốc tế, thạc sĩ hậu cần và quản trị dự án. Đây cũng là một ngành mới tại trường Curtin Singapore. Và học phí khi mà học chương trình thạc sĩ tại trường Curtin Singapore là chỉ 30.000 đô la Singapore, và thời gian học là 12 tháng. Học phí này thì bạn sẽ được đóng làm 3 lần và mỗi lần sẽ đóng là 10.000 đô la Singapore. Và một điều đặc biệt mà Tân Đại Dương muốn gửi đến các bạn là khi các bạn học thạc sĩ tại trường Curtin Singapore thì cái khóa học này chỉ kéo dài khoảng 12 tháng mà thôi, thì nó sẽ chia thành 3 học kỳ và các bạn có thể lựa chọn cái việc theo học tại học kỳ cuối tại trường Curtin ở Perth hoặc là ở Sydney. Tiếp theo đây thì công ty du học Tân Đại Dương thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa cho các bạn các thông tin về cái nhu cầu việc làm trong vòng 5 năm tới, những nhóm ngành nghề nào sẽ thu hút nhiều bạn nhân lực nhất hiện nay nhé. Thì theo cái quy hoạch phát triển nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh thì trong năm 2011 đến năm 2015 thì sẽ ưu tiên phát triển nhân lực cho 9 ngành dịch vụ, những nhóm ngành nghề có nhu cầu lao động nhiều như là quản lý kinh tế hay là kinh doanh, quản lý chất lượng, du lịch và nhà hàng khách sạn, marketing, nhân viên kinh doanh, tài chính ngân hàng. Đây là về tài chính ngân hàng thì cái nhân lực chuyên môn cao ở cấp độ quản lý sẽ được ưu tiên hơn. Về ngoài ra còn có các ngành như là kế toán, kiểm toán, tư vấn bảo hiểm, pháp lý và luật, nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự tổ chức.
Qua khảo sát những năm qua và hiện nay thì cái việc cung và cầu nhân lực vẫn chưa có đảm bảo, và trong khi thì cái nguồn lao động có trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng và đại học ở các ngành nghề quản lý điều hành hay tin học, kể cả kế toán, quản lý nhân sự và hành chính văn phòng, tài chính hay là ngân hàng thì rất là thừa lao động có trình độ nhưng không đáp ứng được tất cả nhu cầu của doanh nghiệp. Và từ năm 2012 đến năm 2015 thì và có thể sẽ tới năm 2020 thì các ngành như là tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, tư vấn, marketing sẽ là những ngành thực sự đang rất cần cái nhân lực. Và ngoài ra thì tại Việt Nam mình thì việc chuyên ngành về truyền thông đa phương tiện hay là truyền thông đại chúng cũng đang là một ngành đang phát triển. Và cùng với cái sự phát triển nhanh của các lĩnh vực như là quảng cáo trên báo, truyền hình, internet, sản xuất game, web hay là truyền thông thì các ngành truyền thông đang thu hút đông đảo giới trẻ đang theo học và làm việc tại cái chương trình này. Và nhưng một cái câu hỏi rất là đau đầu đó là rất nhiều bạn dù đã tốt nghiệp những cái ngành trên nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, và một hướng lựa chọn được các bạn trẻ ưa chuộng hiện nay để mà nâng cao cái trình độ của mình đó là việc đi du học. Và Singapore là một điểm đến lý tưởng dành cho tất cả các bạn, học phí thì vừa phải chăng, môi trường sống tốt, bằng cấp quốc tế và nhiều ngành nghề đào tạo rất là đa dạng. Nên mà việc lựa chọn một cái ngành nghề phù hợp với bản thân, đồng thời đáp ứng được cái nhu cầu doanh nghiệp cũng như là yêu cầu của nền kinh tế là rất cần thiết đối với các bạn học sinh, sinh viên. Và để các bạn không phải lúng túng và có cái sự đầu tư tốt cho cái nghề nghiệp tương lai của mình thì các bạn cần phải tìm hiểu để có những cái hiểu biết nhất định về cái nhu cầu việc làm, điều kiện việc làm, ngành nghề đào tạo, và Tân Đại Dương sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong các vấn đề như là sẽ tư vấn cho các bạn những ngành nghề hot nhất với những chi phí phải chăng và khi mà các bạn du học tại Singapore. Và vấn đề mấu chốt khác là mỗi bạn phải tự xác định cho mình các sở trường cá nhân, chọn ngành học phù hợp với năng lực, phù hợp với sức khỏe cũng như là nhu cầu của xã hội. Và đặc biệt như đã nói ở trên thì mình cũng đã giới thiệu sơ về trường cơ tin tại Singapore và những ngành nghề mình đã nói trong các nhóm ngành đang cần cái nhân lực hiện nay thì tất cả đều được đào tạo tại trường cơ tin Singapore. Đây là một môi trường lý tưởng để các bạn có thể lựa chọn đi học tập khi mà các bạn có nhu cầu đi du học. Và khi các bạn du học Singapore tại trường cơ tin thì bạn sẽ thấy được các chương trình đào tạo của trường cơ tin Singapore sẽ có thể giúp cho bạn trang bị được tất cả các kiến thức để bạn có thể trở thành sếp trong tương lai hay là một nhà quản lý chuyên nghiệp. Dù bạn định làm trong các ngành nghề kinh doanh hay là dịch vụ hay là bạn muốn mở ra cho mình một doanh nghiệp riêng thì bạn có thể lựa chọn cái môi trường này nếu mà bạn theo học. Ngoài ra thì bạn có thể lựa chọn các tập đoàn hay là công ty lớn trong nước hay công ty đa quốc gia để làm việc cho họ với mức lương khởi điểm rất là cao nếu như các bạn đi du học trở về. Và nhiều bạn tốt nghiệp xong còn có thể chọn lựa ở lại nước Singapore để mà làm việc vì thu nhập ở đây thì cao hơn, và cái việc mà nhiều bạn cũng đã chọn những cái ngành có cầu nối giữa Việt Nam và Singapore để có thể thuận tiện đi lại giữa Việt Nam và Singapore cũng sẽ giúp ích cho các bạn hơn, cũng là gần gia đình của mình hơn. Và thông tin vừa rồi cũng hy vọng là cũng đã giúp cho các bạn phần nào hiểu rõ được những cái ngành nghề hay là xu hướng ngành nghề trong sắp tới, trong thời gian sắp tới. Và để các bạn hiểu rõ hơn về tất cả các quá trình làm thủ tục visa du học tại Singapore hay là hồ sơ, điều kiện hay là những ngành nghề đang hot hiện nay, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại là 0838484879, có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào tất cả.